Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hy vọng Chu Ngọc Quang Vinh đủ bản lĩnh để vượt qua sức ép từ chính quyền. Ngày 5 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho hay, nhà bất đồng, nam sinh lên án đảng, trưởng thành về nhận thức. Theo đó, Chu Ngọc Quang Vinh, học sinh lớp 12, trường chuyên tỉnh Yên Bái, đã làm dậy sóng dư luận trên truyền thông và mạng xã hội mấy ngày qua. Khi em có bài viết thể hiện quan điểm trên Facebook, trong đó mô tả đảng cộng sản cầm quyền là thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân voa cho biết bài viết của vinh đã bị cộng đồng mạng trong nước phản ứng dữ dội từ những lời chỉ trích nhẹ nhàng đến những lời lẽ mạt sát chửi bới nặng nề trước phản ứng của dư luận vinh đã gỡ bài khỏi trang cá nhân và viết bài xin lỗi em nói rằng mình đã sai hối hận và mong nhận được sự tha thứ và đây là hình bài trên voa VOA dẫn truyền thông trong nước cho biết, em Vinh và gia đình đã bị nhà chức trách mời lên làm việc. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, sở công an, sở giáo dục tỉnh cùng nhà trường nơi em học cũng đã vào cuộc để chấn chỉnh và gửi cán bộ đến gia đình để nắm tình hình và diễn biến tư tưởng của học sinh Vinh. VOA dẫn nhận định của ông Nguyễn Tiến Trung, nhà bất đồng chính kiến từ Đức nói rằng Chu Ngọc Quang Vinh không hề bồng bột, nông nổi như những lời chỉ trích mà trái lại em đã có sự trưởng thành về nhận thức. Thật sự tôi cũng bị nhòi sọ và cũng tin theo những gì họ tuyên truyền. Tôi dở hơn bạn ấy ở chỗ, phải đến khi ra nước ngoài. Khi tôi qua Pháp du học thì mới thấy những gì đảng Cộng sản họ dạy trong trường là sai trái, là lường gạt. Theo quan sát của ông Trung thì nhiều thanh niên, sinh viên ở trong nước cũng nhận thức được như em Vinh nhưng không ai dám nói ra vì ai cũng sợ hết, cha mẹ họ cũng sợ. Ông Trung lập luận, bạn ấy chỉ lên án đảng Cộng sản lừa dối dân và tuyên truyền sai sự thật, nhồi nhét vào đầu sinh viên, học sinh Việt Nam những điều không đúng sự thật. Thì bạn ấy đang lên án đảng cầm quyền, chứ không hề đụng chạm gì đến đất nước. Ông Trung cho rằng, nguyện vọng được sống và làm việc ở nước ngoài của em Vinh là điều rất bình thường đối với giới trẻ Việt Nam. Chu Ngọc Quang Vinh phải làm việc với cơ quan chức năng. Bạn bè của tôi trước em vinh một thế hệ rất nhiều người mong muốn đi du học và ở lại cống hiến. Ông nói và chỉ ra trường hợp giáo sư Ngô Bảo Châu đi du học ở Pháp đoạt giải phiêu danh giá và hiện đang giảng dạy toán học ở Mỹ. Lý do ông chỉ ra là hệ thống giáo dục trong nước không có tự do học thuật chịu sự kiểm duyệt của đảng và chế độ không trọng dụng nhân tài mà sử dụng người theo nguyên tắc hậu vệ quan hệ và tiền tệ. Những người có trí tuệ đương nhiên phải tìm đến nơi nào đó trọng dụng họ, nơi họ phát huy được tài năng nhất và đóng góp được cho nhân loại, ông cho biết. Ông Trung cũng cho rằng những biện pháp tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng của chính quyền sẽ không có tác dụng trước tình trạng giới trẻ không còn mặn mà gì với đảng đoàn hay tư tưởng Mác-Lênin. Về sức ép tâm lý mà Chu Ngọc Quang Vinh phải đối mặt từ phía chính quyền, công an nhà trường và xã hội. Ông Trung cho là khủng khiếp đối với một nam sinh mới 18 tuổi. Có lẽ cậu bé rất sốc và lo sợ, ông nhận định. Không biết sau này cậu ấy có đủ sức để học hay thi tiếp lên đại học hay không. Cậu bé khó lòng học tiếp ở Việt Nam vì đi đâu cũng sẽ bị mọi người dầm ngó, chỉ trích và dèm pha. Tuy nhiên, ông Trung bày tỏ hy vọng Vinh đủ bản lĩnh để vượt qua sức ép và dẫn ra trường hợp Nguyễn Viết Dũng tức Dũng Phi Hổ, một cựu thí sinh đường lên đỉnh Olympia khác, cũng từng bị chính quyền bỏ tù vì lên án đảng để làm tấm gương cho em Vinh. Dũng rất can trường, mạnh mẽ và đã vượt qua được. Hy vọng Vinh cũng làm được như Dũng. Đây là câu chuyện của ngành giáo dục, chứ không phải ngành công an. Ngày 4 tháng 9, tác giả Thái Hạo đã bình luận về vụ đấu tố em học sinh lớp 12 vì dám chê đảng nội dung như sau trong giáo dục tiến bộ việc khuyến tấn để học sinh nói thật suy nghĩ của mình là điều vô cùng hệ trọng và nó được bảo vệ vì sao thứ nhất đó là quyền con người quyền công dân thứ quyền thiêng liêng mà thế giới văn minh và cả hiến pháp của nước việt nam đều ghi nhận thứ hai điều đó có ý nghĩa và giá trị đặc biệt trong giáo dục cũng như trong quản trị xã hội và đây là hình nam sinh chu ngọc quang vinh phải làm việc với cơ quan chức năng sau phát ngôn gây chấn động của mình. Nếu một học sinh nói ra suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá của mình và là nói đúng, thì điều đó đang giúp cho nhà giáo dục củng cố khả năng được định rằng cách thức của mình là đúng, nhưng điều em học sinh kia nói ra là sai, là méo mó, là nông cạn, thì nhà giáo dục phải tự coi lại để tìm cho ra nguyên nhân rằng nội dung phương pháp giáo dục của mình đang không ổn ở đâu và phải tìm cách điều chỉnh đây chính là bí quyết để mọi thứ không ngừng được hoàn thiện thay vì bị tha hóa hãy hình dung nếu học sinh không nói thật suy nghĩ của các em cái gì cũng vâng dạ cũng đồng ý cũng ok nhưng trong bụng thì chúng mù mờ hoặc nghĩ khác thì đó không những là một tai họa tiềm tàng mà còn là một thiệt hại hiện tiền nhà giáo dục không thể biết được mình đang đúng hay đã sai và cứ thế cấm cuối giảng bài trong khi học sinh không thu nhận được gì hoặc âm thầm phản kháng và đây là hình giáo viên của một trường học ở việt nam tại một lễ khai giảng một chương trình giáo dục hay một chính sách xã hội được ban ra giả sử nó đúng nhưng lại khiến học sinh và người dân phản ứng thì ít nhất chủ thể phải tự coi lại xem khâu truyền đạt của mình đang có vấn đề ở chỗ nào nếu mọi người không hiểu không tin không đồng ý nhưng lại đồng loạt gật đầu thì hậu quả sẽ thế nào chắc ai cũng hình dung được cho nên việc nói ra các suy nghĩ thật của mình. Giả sử suy nghĩ ấy là ảo trị đi chăng nữa, nó cũng vẫn là một món quà cho nhà quản lý, nhà giáo dục. Câu chuyện về một phát ngôn của em học sinh lớp 12 đang ồn ào trên báo chí và mạng xã hội là câu chuyện của ngành giáo dục, chứ không phải ngành công an. Bạn sinh một đứa con ra, nuôi nấng, dạy dỗ hết lòng, nhưng nó vẫn có thể không yêu bạn hoặc không hợp với bạn. Điều đó rất phổ biến và không ngạc nhiên dù đáng buồn và có thể khiến bạn đau lòng. Nhưng bạn không thể vì vậy mà mời công an vào để làm việc với nó. Nhiều thế hệ học sinh Việt Nam phải chịu đựng một nền giáo dục nhòi sọ. Bạn chỉ có thể làm điều đó mời công an khi nó có những hành vi phạm pháp, ví dụ như bạo lực đối với cha mẹ. Còn sự yêu ghét, lòng tin tưởng hay những cảm xúc cá nhân, đó là tình cảm tự nhiên của con người. Không ai đi mời công an khi có một người không thích hoặc không tin mình cả. Trên hết, nếu muốn thể hiện bản lĩnh hoặc sự yêu thương thật lòng, bạn vẫn phải đi bằng con đường của giáo dục chân chính. Còn không thì phải tôn trọng những xúc cảm tự nhiên ấy. Bao dung và tôn trọng đó là những phẩm chất của một xã hội văn minh. Chính nó mới nâng đỡ học sinh và con người nói chung để họ yêu quý, tin tưởng, đền đáp bằng chính tình cảm chân thật của họ. Mọi sự cưỡng bách, nhất là cưỡng bách tình cảm và suy nghĩ của con người đều sẽ để lại những di chứng và di hậu lâu dài không những cho cá nhân mà còn cho xã hội. Tôi nghĩ lúc này đây chính là một cơ hội quý để ngành giáo dục và cộng đồng thể hiện sự văn minh ấy của mình thay vì chứng tỏ điều ngược lại. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Đây là câu chuyện của ngành giáo dục chứ không phải ngành công an. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.